Hello, xin được chào các anh chị đến với IT Club Channel. Mình là thành viên của câu lạc bộ IT nha. Với những ai biết rồi thì không sao, còn những ai chưa biết thì cũng phải giới thiệu phải không? Mình là Huy Thịnh IT. Rồi ngày hôm nay thì mình thấy một cái con mà mình theo dõi suốt nó cỡ 3 tháng qua đã có những cái dấu hiệu khá là tích cực. Thì mình giới thiệu với các bạn. Con này như mình không nhớ là mình có làm clip nó rồi hay chưa, nhưng có làm rồi một lần. Và con này là một con mà mình xếp nó vào cái dạng gọi là nó hồi phục lại sau những khó khăn. Đó là con VTD. Thì sau những cái đợt đại dịch vừa qua thì từ giữa năm 2020 cho tới năm hết 2021 này, gần như là cái ngành mà du lịch đó, là kể cả những ngành mà liên đới tới nó đều không có một cái chút gì gọi là sáng sủa, phải không? Những hy vọng được mở ra khi chúng ta đã bắt đầu tiêm phổ cập cái mũi 3 và cái rộng rãi về giao thông và du lịch thì khắp toàn quốc nó cũng bắt đầu trở lại rồi. Thì từ những con số mà cầm cự, nhân viên nghỉ việc, văn phòng phải tiết giảm, thì trở lại công việc thì chắc chắn thì nó sẽ có doanh thu từ cái số âm, đúng không? Đó là một cái chuyện ai cũng thể nghĩ được, có thể suy nghĩ bằng đầu gối cũng suy nghĩ ra được nữa. Còn về mặt đồ thị á, thì mình đã chú ý nó từ cái thời mà tháng 11, từ thời tháng 11, những cái phiên mà sau những cái phiên mà nó lình xình như thế này nè, lình xình thời gian rất là lâu, lại có những phiên thu gom hàng đột biến đó, thu gom hàng đột biến, sau đó là xả và tiếp tục cái lượng hàng nó vẫn còn lình xình thu gom ở đây và nó đi đều trong thời gian dài, thì đây là dấu hiệu của thời gian gom hàng của những cổ đông lớn hoặc là của những cái người mà có tiềm lực về kinh tế. Họ kỳ vọng với nó trong tương lai, nhưng mà họ không đánh liền. Thì khoảng thời gian này là khoảng thời gian mình bắt đầu mình theo dõi nó nha. Mình cũng có khuyến nghị khách hàng của mình đó, là cái con này có thể là mình gom hàng mình để dành cách đây khoảng 3-4 tuần ở quanh vùng giá 15 khi mà điều chỉnh về cái nền này nha. Nhưng mà nói thì mọi người vẫn đang rất hào hứng với những con penny đánh ăn 40-50% trong vòng tuần, hoặc là rất hào hứng với những con mà đang nóng sốt, thì những con thế này thì ai thèm coi đâu. Nhưng bây giờ thì mình thấy là những dấu hiệu cuối cùng của một cái chu kỳ của nó đang tới thì không thể không giới thiệu nha. Nó đang đi gần tới cuối những cái chu kỳ của cái tích lũy của nó. Đây là cái đường trendline và tích lũy mô hình này. Dư địa của nó nếu tính theo khung trung hạn 1 năm, thậm chí nó có thể lên tới cái vùng giá 3x nha, vùng giá 3x. Chúng ta muốn mua vội được không? Tùy các bạn, nếu mua kiểu tích sản thì mua rẻ rẻ, còn đối với mình á, nếu chỉ mua theo nhịp, đánh theo nhịp đàng hoàng á, thì mình nên chờ nó test lại nha, test lại khu vực là giá 16.5 tới 16.8, chúng ta có thể mua lại ha, mua dần lại với nó, và chúng ta có thể chờ nó khi mà nó bắt đầu nó bứt khỏi khung tích lũy này. Đó, bứt khỏi khung tích lũy này lên tới giá cỡ 21, nó nếu nó test lại đây và lại bứt lên một lần nữa thì cái vùng ở vùng này dùng giá 19 chấm mấy nè, bắt đầu bứt lên lần thứ hai nè, đó chúng ta có thể là chúng ta vào tiền lớn luôn, thậm chí có thể dùng margin nha. Khi dùng margin bứt qua khỏi cái vùng giá 22.5 này lần nữa lại là một điểm là gia tăng, và lúc đó chúng ta có thể nuôi dần đi lên tới vùng giá 3x, và tại vùng giá 3x này chúng ta có thể tiếp tục trả margin về cho lái, trả margin về cho công ty. Đó là một cái quy trình mà mình đánh con này trong vòng kỳ vọng trung hạn đó, 1 năm đó. Xong việc giới thiệu đã xong, còn cái việc nếu việc siêu rủi xảy ra chúng ta thăm dò ở cái vùng giá 16.5 này mà không thành công nha, bắt đầu nó lại quay trở về lại cái vùng giá nền giá 15.5 này thì mình hạ bớt thôi, hạ bớt tỷ trọng xuống thôi, mình nãy mình vào 30% thì mình hạ xuống, như đây mình còn 15% giữ theo dõi tiếp thôi nha, từ từ coi theo dõi tiếp thế nào. Đó là một, nếu mà cái việc nó xảy ra xấu thì phải như vậy, còn nếu thực hiện thuận buồm xuôi gió thì chúng ta sẽ có được cái kịch bản bên trên. Ok, xong không bàn thêm nha, chào các bạn, hẹn lại các bạn vào mã lần tới, hy vọng là sẽ có lâu lâu phải có vài cái để chúng ta làm việc với nhau nha. Rất vui nếu các anh chị có phản hồi comment số điện thoại mình Zalo luôn để nha, comment có ý kiến gì khen chê cũng được, like dislike cũng không sao, càng tương tác càng tốt rồi. Hẹn lại các chị ở mấy lần sau nha. Nếu thấy hay thì có thể là subscribe cái kênh của câu lạc bộ ITV chúng mình. Ok.